Đà Phật. À, đà Phật. Chính chư vị lập trang 19 Câu 17 Những gì có thể làm được kỳ hộ niệm Những người mà biết hộ niệm rồi Thì câu này đơn giản Còn những người mà chưa biết hộ niệm Thì câu này quan trọng Tại vì họ giờ cứ nghe hộ niệm Mà không biết là hộ niệm người ta đến làm gì đây Thì trong cái chương này Sẽ đưa ra một số vấn đề rất là cụ thể cho chư vị. Trả lời A. Giúp người bệnh vượt thoát nhiều cạm bẫy hiểm nghèo, tránh bị khủng hoảng hay sợ hãi khi lâm chung. Đúng không chư vị? Đạo vì mình thấy một câu này thấy là là thấm thía rồi đấy. Một người phàm phu như chúng ta khi mà sắp sửa lìa đời Họ sẽ rơi vào những cái cảnh vô cùng hải hùng. Thân thể thì đau nhức, gia sự thì bề bộn, oán thần trái chủ chập trùng. Người ta sợ lắm chứ vậy ơi. Nếu mà có người biết đạo ở bên cạnh hướng dẫn họ là cả một cái ơn huệ vô cùng to lớn. Vì người hộ niệm có thể giúp cho cái người trong cái cơn bệnh khổ đó vượt thoát những cái cạm bẫy hiếm nghèo. Bây giờ mình nghe nói cạm bẫy, cạm bẫy chứ mình không tưởng được cái cạm bẫy nó như thế nào đâu. Người mà đối diện cái sự chết, tức là khi lâm chung đó, họ sẽ biết cạm bẫy này. Nhưng mà khi biết được cạm bẫy rồi thì cũng đành chịu thua, đành buông tay, chịu nạn. Nhưng mà có người hộ niệm người ta giúp cho người bệnh vượt qua những cái cạm bẫy. Cảm bởi gì đây? Ví dụ như hôm qua Mình nói là nhiều người khi lâm chung Thường trước những cái giờ phút ra đi Người ta thấy ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc đến giúp đỡ họ nhiều lắm Hầu hết ai cũng có, không cách nào trông thoát Đây chính là một cái cảm bẫy mà đơn giản nhất người ra đi thường gặp phải. Vì không biết cho nên thường thường thấy ông bà cha mẹ đến cây có nhiều người mừng vui, hoan hỉ đi theo. Có nhiều người thì lợt lạc nói rằng à đây là một người già, một người bệnh thường thường nằm. Mê mê sẵn sàng thấy này thế nọ là cái chuyện bình thường, đâu có gì đâu mà lo lắng. Nhưng mà thật ra đây là những cảm bẫy vô cùng khó khăn. Nếu người nào biết khổ niệm tự nhiên giải quyết được hết Dễ dàng Khi đến vấn đề mà giải quyết chúng ta sẽ, sẽ bàn tới Những người không biết tu Thường thường tới ngày dỗ Ngày kỵ ông bà Đứng thắp nhang Giái nguyện ông bà linh thiêng về đây giúp đỡ con Gia trì cho con Giúp cho con buông mau bắn đắc Giúp cho con an khang tráng kiện Giúp cho con thân thể khỏe mạnh Cái gì con khó khăn giúp cho Vì cái lời nguyện đó mà chư oan thần tay chủ người ta nắm vững cái yếu tố rồi ta nắm rõ cái 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 thèm muốn của mình rồi chỉ cần là cái lúc đó người ta ứng hiện ra thua có nhiều người có nhiều người bị ứng ra ba năm trước khi chết có những người hai năm có những người một năm còn một tháng hai tháng một tuần hai tuần thì quá nhiều quá nhiều mình không biết sợ lắm cho nên đây là cái cạm bẫy đơn giản nhất nhắc nhở cho chưa về biết tránh bị khủng hoảng hay sợ hãi khi lâm chung tại sao bị khủng hoảng xin thừa thẳng vì nhiều đời nhiều kiếp mình sát sanh hại vật nhiều quá những cái vị mà căm thù mình họ oán trách mình thấu tới xương thịt mà trong lúc còn khỏe thế này không bao giờ người ta làm được gì đâu Đợi cho cái khi mà thân tàn sức kiệt rồi họ mới ra tay. Xin thưa với chị vị, khi mà họ ra tay rồi, họ làm sao cho cái tinh thần của người chết bị khủng hoảng, bị sợ hãi là sập Tại vì đây chính là cái, cái tình trạng mà coi như là không còn biết đường nào để lựa chọn. Cho nên đành trấu tay là như vậy. Nếu người đó may mắn được ban hộ niệm như lý như pháp đến họ giải quyết họ khuyên can họ giúp đỡ họ nâng đỡ họ niệm phật cầu phật gia trị tự nhiên tốt nạn cho nên chư vị thấy hộ niệm vô cùng quan trọng vô cùng quan trọng rất nhiều người cứ nghĩ rằng à lò niệm phật nhất tâm bất loạn tự tại ra đi đâu cứ đứng đó mà chờ hộ niệm có có người tự tại ra đi có đấy nhưng mà xin thưa một ngàn người tìm đâu ra được một người hai người dễ gì còn 999 người giờ đi đâu bị nạn chính cái hộ niệm giải quyết vấn đề này mong cho vị chú ý cho kỹ câu b hướng dẫn người bệnh phát nguyện vãng sanh ngắn gọn cho dễ nhớ đúng không chưa vậy hàng ngày chúng ta tu nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cử phẩm liên hoa vi phụ mẫu dài quá xin thưa với chư vị đây là cái thời khó tu mình vừa nguyện như vậy để hiểu cái lý đạo chứ mà cái lúc ra đi rồi chúng ta nguyện như vậy nguyện không nói đâu hỏi bác thì muốn nguyện như thế nào nam mô a di đà phật cho con về tây phương được rồi nam mô a di đà phật con nguyện vãng sanh tây phương được rồi đủ rồi bên nhiều đó thôi không bằng nhiều nam mô a di đà phật xin phật cho con về tây phương được rồi chư vị ơi nhiều đó là đủ rồi, không còn dài dòng đâu. đừng có thấy ngài liên trì ngài đọc một câu dài cả một trang thế này, chừng lúc lúc đó ta cứ học thuộc lòng lúc đó đọc không đọc nổi đâu. đọc một câu là xíu rồi. cho nên lúc lâm chung này quan trọng vô cùng, còn phải nhắc nhở từng điểm từng điểm rõ rệt cụ thể. còn khi mà bình thường này chúng ta có thể dùng những lời nguyện của các tổ để mà chúng ta nhắc các ngài nói lực lý đạo để chúng ta thâm nhập vào lý đạo để mà chúng ta cái niềm tin vững hơn, sức mạnh vững hơn và đường tu hành chuyên hơn, đúng lý hơn. Chứ còn khi mà lâm chung rồi, xin thưa với chú vị còn những người biết cổ niệm đến bên cạnh nhắc nhớ từng chút từng chút từng chút. Nhưng mà cũng xin thưa với chú vị có nhiều người bệnh nhắc nhớ họ không nghe, có nhiều người nhắc nhớ họ không tin. Có nhiều người người ta không muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Có nhiều người người ta nói Ai gì đã vật ở đầu Cầu sao cho sống lại Họ không tin Lúc đó thôi chịu thua Cho nên tất cả những cái này Nói ra để chư vị càng ngày càng tin cho vững Càng ngày càng đi cho thắng Càng ngày càng tu cho chuyên Để mình vãng sanh Nếu không thì vô phương cứu chữa Khó lắm đây chứ không phải dẫn động nghe chư vị Nhớ là bây giờ mình còn có thể lý luận được nhé Lúc đó thôi chịu thua Cho nên cái pháp hộ niệm Từng điểm từng điểm cứu người Mới hộ nhau Ngày hôm nay âm vô trong cái, cái mà bộ có một người mất báo cáo Là ông gì đó Ông, ông gì đó quên rồi 72 tuổi Cô Nga đó Phạm khắc quý là ra đi thông tướng đẹp vô cùng hiện tượng vãng sinh trước mặt ngay ngày đều có chỉ vì hộ niệm chỉ được hộ niệm mà được cái ơn hội này còn những người đó mà không hộ niệm thì thôi chịu tu cho nên hướng dẫn người bệnh phát nguyện vãng sanh ngắn gọn Chứ vì phải nhớ là phải ngắn gọn tùy theo cái cái sức nguyện của người đó tùy theo cái ý muốn người đó nam mô a di đà phật con muốn vãng sanh tây phương cực lạc đủ rồi làm sao làm tâm nguyện đó là được đừng có nên dài dòng quá mà coi chừng người bệnh quên lên quên xuống uống lắm câu c giúp người bệnh an tâm nằm dưỡng bệnh không còn suy nghĩ gì cả đúng không chưa vậy yeah. sai mình thấy rõ ràng cái pháp hồ niệm nó thực hiện cả một cái pháp tu vững chắc rõ ràng đâu ra đó có nhiều người trong bình thời Cái phương pháp tu của họ là làm sao cho cái tinh thần nó luôn luôn là phấn lặng Thanh tịnh Không có xáo động Vì họ quen cái cánh đó rồi Cho nên cái lúc mà lâm chung họ muốn làm sao cho cái tâm hồn họ vắng lặng An tâm Thanh tịnh nhưng mà xin thưa thật với chư vị Đến lúc đó hoàn toàn khác Họ muốn an tâm ăn không được vì oán thân trái chủ đã ra tay ngày ngày đêm đêm không cách này cũng cách khác tìm cách hâm dọa gạt gẫm cạm, bẫy đủ điều cái nữa là giờ giờ phúc phúc thân bệnh khổ đau đến mãi mãi bên cạnh một người mà đau cái lưng qua không cách nào mà người ta niệm phật được giờ hôm nay làm cái công trình làm xong rồi đứng lên một cái muốn treo cái lưng luôn thôi chịu thua Muốn cầm ngồi một chút nó mối cái chân chiều thua Mối sơ sơ mình ngồi chịu không nổi rồi Muốn ra tu nhiều khi ra ngồi không nổi Một chút xíu như vậy mình thấy cái khó khăn rồi Đừng có nói là cái lúc lâm chung chư tổ nói Cái thân thể của mình Nó gọi là setting đau đó Nó đóng lần lần lại đó Chư tổ nói cái những cơ bắp của mình Đường trước mình nó đau nhất giống như con rùa mà mình lột cái mai vậy mình có biết cái mai làm sao mình nghĩ mình có móng tay giống như người mà kẹp cái cái lấy kẹp kẹp cái, cái móng tay của mình rút ra đấy chứ vậy nghĩ làm sao mà chịu nổi đến đâu vậy đó. Đâu đến nỗi mà không còn cách nào thở được nữa đến chết luôn mà Đâu đến nỗi mà ngưng cái, cái, trái tim mà phải ngưng đập luôn mà chứ vậy biết không kinh khủng như vậy cho nên cái lúc đó mình nên thanh tịnh khó lắm chỉ thực sự những vị đại bồ tát nghiệp chứa người ta quá ư là nhẹ phước báo của ta quá ư là lớn công đức người ta quá ư là nhiều được chư thiên long của pháp bảo vệ người ta mới làm được còn người bình thường đâu dễ gì vượt qua ách nạn của nghiệp chướng trong lúc xả bỏ báo thân vì thế cho nên xin thưa với chư vị nếu mà nói giúp cho người bệnh an tâm nằm giữa bệnh không cần suy nghĩ gì cả là sai không đúng nhớ cho khi nhất định chư vị phải nhớ câu đề Hồ niệm có thể hóa giải nhiều chướng ngại Giúp người bệnh an tâm niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương cực lạc Đúng không như vậy? Câu này là đúng đấy Hồ niệm có thể hóa giải nhiều chướng ngại Giúp cho người bệnh sau khi hoảng kinh này Sợ hãi này, trơn vơn này, bất an này khi nghe mình khai thị hướng dẫn khi nghe mình ủy lạo tinh thần khi mình được người ta yểm trợ này bảo vệ này niệm phật tự nhiên cơn sợ hãi bước đi nỗi đau đớn của người ta xoa đi tinh thần người ta vươn lên nhờ thế mà người ta an tâm quyết lòng niệm phật cầu sanh tây phương cực lạc trên hai cái câu này nó khác nhau câu trên là là giúp cho người an tâm nằm dưới mình. Không phải. Anh phải nằm đó mà quyết lòng, quyết chí niệm Phật. Dù có đau cũng niệm Phật, dù khó cũng niệm Phật, dù có ngốc cũng niệm Phật, dù có sơ cũng niệm Phật. Tại có chúng tôi bảo vệ đây. Cho phải bảo người ta cứ yên chí đi, nằm đó mà thoải mái dưỡng bệnh. Hoàn toàn không phải. Còn câu thứ hai là giúp cho người bệnh hoa giải nhiều trước ngại. Là những cái ngại trong lúc người ta lâm chung tạo đau đớn con cái nè rồi gia sự nè rồi buồn phiền nè những cái gì nóng lạnh người ta giải quyết dùm cho làm cho người bệnh an tâm và tinh thần người ta vực lên nhờ thế mà người ta mới vượt qua ách nạn của nghiệp chướng mà mới vùng lên nguyện vạn sanh người ta theo nguyện lực mà trở về tây phương mong chư vị ai ai cũng quyết lòng quyết dạ nha một đời này vạn sanh tây phương cần lạc nha Đừng có đi cùng đường đạp khác nghe chư vị. Nam mô A Di Đà Phật. À -di -phật. Pháp âm như lây, ánh trắng dầm, ngát thơm hương trầm, đem an bình cho cả thế gian. biển giáo lung quê hương chốn yêu thương mái tranh buông màu lam khói hoa nặng nở khắp sân nhà